Đồ người nhá. Nay mình sẽ làm thử thách xem trong bao lâu con Bin nó sẽ tha cái đại viên này về cho mình nhé. Ôi Và trời bao lâu để huấn luyện rồi nhé. Ok. Đầu tiên mình sẽ cách là đầu tiên mình sẽ huấn luyện nó bằng đồ ăn trước nhé. Bình yên. Đó. Đây là đồ ăn là Bin rất là thích ăn nhé. Cầm mồm vào là thưởng nhé mọi người nhé. Thì mình thử xem nó đã biết chưa nhé. Đi gấp gấp trời nhanh không mọi người. Ok, từ từ lại này. Gấp gấp trời lại nhé. Chưa đi chưa đi luôn đi luôn rồi. Ngậm Ôi trời ơi. Nhấp. 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 Mission start. Lại nha. Để nha. Ngậm. 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 Trời ơi, cứu tôi, xin để liền. Bia nó văng ra đắng, nó không dám ngậm đúng không mọi người. Ok.